Nào, hôm nay chúng ta sẽ chữa cái đề thi học bổng Ngôi Sao Hoàng Mai năm 24-25 nhé. Để chúng ta cùng theo dõi xem là cái đề này các con sẽ làm được bao nhiêu câu đúng, đúng nào? Được chưa nào? Vậy thì ở đây, cái bài đầu tiên của chúng ta này, câu số 1 này nhá, đây là câu số 1. Tính này, 123,4 này, mấy cái này thì làm nhanh rồi đúng không? Thằng này nó sẽ bằng 123,4 cộng với 146,6, được chưa nào? Cộng tiếp là 1,754. Hai này cộng lại với nhau mấy? Hai này cộng lại với nhau bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 270 đúng không? Cộng 1,754. 200 mấy? 270 à? Đúng là 270 các bạn. Đúng không? Thằng này sẽ bằng 270 cộng 1,754. Nó bằng bao nhiêu nhỉ? 2024 đúng không? Đó. Tiếp theo đây. Câu số 2 này. Ở đây là x nhân 2 cộng với 3/4 bằng 1. Thì x nhân với 2 nó sẽ là bằng mấy? 3/4. Vậy x nó sẽ là bằng 3/4 chia cho 2 là bằng 3/8 à. Có đúng không? X của chúng ta sẽ bằng 1/4. 1/4 chứ. 1/4 chia 2 là bằng 1/8, được chưa? Đó. Ok chưa? Chụp đi con. 15 người làm xong công việc trong 10 ngày, hỏi muốn hoàn thành công việc trong 5 ngày thì sẽ cần bao nhiêu người? Thì bây giờ cái nội dung số 1 này, các bạn lưu ý này. Thì rõ ràng ở đây là ta có là số người. Số người và số ngày thì nó tỷ lệ nghịch với nhau, được chưa? Số người và số ngày ở đây thì là tỷ lệ nghịch với nhau, có đúng không? Số người và số ngày là tỷ lệ nghịch. Vậy thì vấn đề số 2 như sau này, là 15 người thì làm công việc trong 10 ngày thì sẽ cần là bao nhiêu? 10 ngày thì nó sẽ là cần 15 người. Vậy thì bây giờ để xong công việc trong 5 ngày thì nó sẽ cần là bao nhiêu? Rõ ràng là bây giờ số ngày từ 10 xuống 5 là nó giảm 2 lần, thì số người phải tăng lên mấy lần? 15 x 2 là bằng 30 người, được chưa? Đó. Và chúng ta sẽ có đáp số là bằng 30, đúng chưa? Đúng không các bạn? Được. Tiếp theo đây là tìm hai số biết tổng của chúng là bằng 104 và 5 lần số bé thì bằng 3 lần số lớn. Thì cái nội dung đầu tiên chúng ta cần phải đưa về cho thầy cái sơ đồ như sau. 5 nhân với lại là 5 nhân với lại là số số bé thì bằng 3 nhân với số lớn. Được chưa? Vậy thì bây giờ từ đây ta sẽ có sơ đồ là số bé nó sẽ là mấy phần? 1, 2, 3. Và số lớn ở đây nó sẽ là 5 phần. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Có phải là 5 x 3 thì bằng 3 x 5 không? Đúng chưa? Vậy thì tổng ở đây nó sẽ là bao nhiêu? Tổng là 104. Được chưa các bạn? Vậy thì chúng ta sẽ có rằng là tổng số bằng nhau là bao nhiêu? Là bằng mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và cái bài này của chúng ta nó là cái bài đề đáp số. Thì các con sẽ cần phải giải quyết nhanh như sau. Số bé này, nó phải là bằng 104 chia cho mấy? Chia 8 nhân với mấy? Bằng bao nhiêu? Bằng 39. 39 à? Ok. Vậy thì bây giờ số lớn của chúng ta nó sẽ là bằng 104 trừ đi mấy nhỉ? 39. Trừ 39 được mấy? 65. Được chưa? Đó, ok. Thì đấy là 4 câu đầu tiên trong đề bài của chúng ta. Cho hình lập phương là có diện tích toàn phần là 294. Thì cái hình lập phương của chúng ta thì S toàn phần nó sẽ là bằng diện tích của một mặt nhân với mấy? Nhân với 6 đúng không? Rồi, ok. Thì mô tả lại một chút cái hình lập phương của chúng ta này. Đây. Để vẽ bé bé đây một chút nhá.
Ok, bé bé thôi. Được chưa? Cái này là A này, A này, A này. Đúng không? Đấy là phương của chúng ta. Vậy thì ở đây đề bài cho là S toàn phần. S toàn phần này. Diện tích toàn phần ở đó sẽ là bằng A nhân với A nhân với 6 là nó bằng 294. Thì dẫn đến một điều là A nhân A nó sẽ bằng 294 chia 6 mấy? Bằng mấy nhá? 294 chia 6 mấy cả lớp? Bằng mấy nhỉ? 49 đúng không? 49. Ok, bằng 49. Vậy thì bây giờ A nhân A của chúng ta đây bằng 49, tức là bằng 7 nhân 7. Đúng không nhỉ? Thì dẫn đến là cạnh của chúng ta đây A nó bằng 7 cm. Thì bây giờ đoạt áp số thôi. 7 cm. Nhỉ? Đúng không? Còn nếu như mà thể tích thì nó sẽ là bằng 7 nhân 7 nhân 7. Câu số 6. Cho các cái chữ số là 1, 2, 3, 4, 5 hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Bây giờ các bạn lưu ý như sau này. Vấn đề số 1 là số mà nó có 3 chữ số khác nhau. Nó là gì nhỉ? Là ABC. Được chưa? Trong đó là các chữ số là A, B, C được chọn từ đâu? Được chọn từ những cái chữ số đề bài cho. 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? Nó được chọn từ các cái chữ số đề bài cho là 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì bây giờ vấn đề số 2 đây của chúng ta đây là A nó sẽ có mấy cái chọn? A nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cái chọn đúng không? A có 5 cái chọn. B nó có mấy? 4 cái chọn. C nó có mấy? 3 cái chọn. C nó sẽ có 3 cái chọn. Vậy ở đây nó có thể lần được bao nhiêu? Là 5 nhân 4 nhân 3 theo quy tắc nhân mà, đúng không? Thì nó sẽ là bằng mấy? 60 số. Đơn giản chưa? 6 câu đầu tiên các con thấy dễ không? Không hề khó nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái bài toán này như sau nhé. Các bạn chú ý này. Chúng ta sẽ quan sát và phân tích các con cái cần tự thầy. Quan sát và phân tích cái bài toán này như sau. Quan sát phân tích nhá. Và nó sẽ cho các con ra kết quả luôn. Được chưa? Và cái lời giải của chúng ta nó sẽ bắt đầu từ đây. Được không nào? Vậy thì bây giờ cái nội dung đầu tiên của chúng ta này. Vấn đề số 1 ở đây. Thì đây nó là cái bài toán trang sách đúng không? Cái bài toán trong sách thì nó sẽ có cái sự quan hệ giữa số và chữ số. Có đúng không? Đó. Vấn đề số 1. Đó là cái sự quan hệ. Quan hệ giữa số và chữ. Chữ số. Cái sự quan hệ giữa số và chữ số ở đây của chúng ta thì nó sẽ có cái đặc điểm như nào? Từ số 1 đến số 9. Đúng không? Từ 1 đến 9 nhá. Nào. 1 này, 2 này, 3 này, 9 này, 10 này, 11 này. Đến 98 này, đến 99. Thì từ 1 đến 9 này thì nó có bao nhiêu số? Nó có 9 số chưa? Có đúng không? Mỗi một số này nó có một chữ số, vậy thì nó sẽ cho ra bao nhiêu? 9 chữ số. Từ 10 đến 99. Từ 10 đến 99 thì nó sẽ có là 90 số. Được chưa? 90 số. Với mỗi một số này nó có 2 chữ số thì nó sẽ cho ra là 180 chữ số. Được chưa? Nó sẽ cho ra là 180 chữ số. Vậy thì bây giờ rõ ràng bây giờ từ 1 đến 99 này thì nó sẽ có là bao nhiêu? 189 chữ số chưa? Có đúng không? Từ số 1 hay là từ trang 1 đến trang 99 thì nó sẽ có 189 chữ số. Mà đề bài cho nó như thế nào? Vấn đề số 2 đây.
Là đề bài cho là 207 chữ số. Thế là lớn hơn là 189 chữ số chưa? Có đúng không? Đề bài cho là chúng ta cần dùng đến 207 chữ số. Vậy thì cái trang cuối cùng ở đây, trang cuối, nó sẽ là một số có 3 chữ số là ABC. Được không? Vậy thì ta gói như sau này: 1, 2, 3, 9, 10, đến 98, đến 99, đến 100, đến 101, đến ABC. Vậy thì bây giờ từ 1 đến 99 này thì nó là 189 chữ số rồi. Có đúng không? Từ 100 đến ABC thì nó là 207 trừ 189 thì nó bằng bao nhiêu chữ số nhỉ? Bằng bao nhiêu? 18. 18 chữ số. 18 chữ số này thì nó suy ra mấy số? Từ 100 ở trong cái phần này thì mỗi một số thì nó có 3 chữ số. Mà ở đây chúng ta có 18 chữ số thì nó ra 6 số chưa? Đúng không? Thế con quan sát một điều như sau này. Từ 1 đến 99 này thì nó là 99 số. Từ 100 đến ABC này nó có 6 số. Có đúng không? Vậy ở đây ABC nó phải là bằng bao nhiêu? 99 cộng với 6 bằng 105. Và lúc này câu sẽ có đáp số là mấy? 105. Ok chưa? Ok các bạn. Chuẩn, okay. Chuẩn chưa? Vậy thì ta gói sau này. 1 giờ cả hai vòi thì chảy được. 1 giờ thì cả hai vòi chảy được là bao nhiêu? 1/4 bể. Có đúng không? 1 giờ thì hai vòi là sẽ chảy được 1/4 bể. Nếu như vào vùng vòi chảy dương thì sẽ mấy? Vậy thì 1 giờ thì vòi 1 chảy được 1/12 bể. 1 giờ thì vòi 1 chảy được là 1/12 bể. Đúng chưa? Vậy thì dẫn đến một điều đây, ta sẽ có rằng là 1 giờ vòi 2 chảy được là bao nhiêu? 1/4 trừ 1/12 thì nó là bằng 2/12, tức là 1/6 bể chưa? Đúng không? 1 giờ mà chảy được 1/6 bể, vậy thời gian mà để cho cái vòi 2 chảy đầy bể nó sẽ là bao nhiêu? Vậy thì bây giờ ok, thời gian để vòi 2 chảy một mình đầy bể, một mình này, một đáp số. Được chưa? Dễ không các bạn? Biết tổng của một số tự nhiên và một số thập phân là 7,15. Nếu di chuyển đến vấn đề số 1 này. Số tự nhiên cộng với số thập phân thì nó bằng 7,15. Đúng không? Nếu như dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải một hàng, sang bên phải một hàng tức là như nào? Ví dụ bây giờ thầy có là 12,34 thì dịch dấu phẩy sang bên phải một hàng thì nó sẽ là 123,4. Thì nó tăng mấy lần? 10 lần. Tăng 10 lần đúng không? Vậy ta sẽ có ra là số tự nhiên có 10 lần nhân với số thập phân thì bằng mấy? 26,5. Đúng không? Vấn đề số 2 đây, đó là chúng ta phải khử. Được chưa? Chúng ta ở cái bài toán này chúng ta phải sử dụng phương pháp khử. Đấy nào. Khử đây cụ thể nó là như sau, ta có này. Đây. Đây là số tự nhiên này. Cộng với số thập phân này. Thì nó cho ra là 7,15. Được đúng không? Vậy thì bây giờ từ cái số tự nhiên này chúng ta gấp 10 lần số thập phân này lên.
Thầy viết tương đối đây nhá. Số thực phân này thì nó cho ra là 26 phẩy mấy. Được chưa? Đó. Vậy thì đây có phải là 9 lần nhân với số thực phân không? Có đúng không? Vậy thì bây giờ ta sẽ có được đó là 9 lần nhân với số thực phân. Nó sẽ là bằng 26,5 trừ đi 7, mấy? 15. Thì 9 lần nhân với số thực phân bằng mấy nhỉ? 19,35. Thì dẫn đến là cái số thập phân của chúng ta nó bằng 19,35 chia cho 9 bằng mấy? 2,15. Đúng không? Cái bài toán này thì thầy đã luyện tập cho chúng ta tương đối nhiều ở trong cái phần số thập phân rồi. Đúng không? Biết là mỗi một hình tròn nhỏ có bán kính bằng nhau và là bằng 10 cm. Được chưa? Ta đang 10 này. Ta đang 10 này. Vậy thì bây giờ ta sẽ có là vấn đề số 1 như sau này. Vấn đề số 1 đó là bán kính cái hình tròn lớn nó sẽ phải là gấp đôi cái bán kính của đường tròn nhỏ đó, tức là đường kính. Tức là 10 x 2 là bằng 20 cm. Vậy thì bây giờ S của tròn lớn, đúng không? Nó sẽ là bằng 20 x 20 x 3,14. Đúng nhỉ? Đúng rồi. Là bằng bao nhiêu? 100 mấy? À mấy mấy mấy? 1256 cm mét vuông. Cái đúng không? Đó là vấn đề số 1. Vấn đề số 2 của chúng ta đây như sau. Ta sẽ có này. Đây là 1 này, tốt động này. Đây là 1 tốt động nhá. Đúng không? 1 tốt động nhá. Tốt động này thì phần 1 này thầy dùng bằng cái màu trắng đây. Đây có phải là 2 phần tốt động không? 3 phần tốt động này bằng nhau chưa? 4 phần tốt động chưa? Vậy thì gọi là 4 lần nhân với S1. Đúng không nào? Thầy gọi đây là A đi. Được chưa? 4 lần nhân với A đi. Được chưa? 4 lần nhân với A. Bây giờ cộng này. Tiếp theo ở đây là cái phần này, phần tốt động này. Đây. Một phần đúng không? Thì cái phần này nó bằng nhau chưa? 2 3 4 cộng với 4 lần, đây là B đi, thầy gọi là B. Thì cộng với 4 lần nhân với B. Cộng tiếp. Bây giờ thầy dùng cái phấn màu khác đây, màu vàng. Đây, đây là C này. Màu vàng nhá. 1C này. 2C này. 3C này. 4C này. Có đúng không? Vậy thì bây giờ có phải là cộng với 4C không? Thì nó bằng chính là bằng cái gì? Nó bằng diện tích hình tròn gì? Tròn lớn chưa? Bây giờ các con tô là nó kín hết cái vòng tròn lớn này chưa các con? Kín hết chưa? Vậy thì ở đây có phải là 4 lần nhân với A cộng B cộng C nó là bằng mấy? 1, 2, 5, 6. Vậy thì bây giờ A cộng B cộng C nó sẽ bằng 1, 2, 5, 6 chia số 4 là bằng 314 cm². Thì cái phần 1A này cộng B cộng C này nó chính là diện tích của cái phần tô động chưa? Có đúng không nào? Vậy ở đây chúng ta có như sau. S tô động nó sẽ là bằng 314 cm. Được chưa? Các bạn chuyển về vào đi. Bài này nó là một cái bài khá là hay ở trong đề. Bài này bài số 1. Một cửa hàng nhân ngày khuyến mãi thì giảm giá 30% do giá bán. Hỏi nếu chiếc áo giá 300.000 đồng sau khi giảm giá thì người mua phải trả bao nhiêu tiền? Cái bài này của chúng ta thì gốc rễ của vấn đề thì nó là tỷ số phần trăm của một số. Có đúng không? Vậy thì bây giờ sau khi giảm giá thì cái giá chiếc áo còn lại nó sẽ là 70% giá gì? Giá bán. Đúng không? Vậy thì ở cái bài toán này thì chúng ta có thể làm ra một giải như sau. Số tiền đã được giảm là 30% nhân với lại là 300.000.
thì nó là bằng 90.000 đồng. Được đúng không? Số tiền đã giảm là bằng 90.000 đồng. Vậy thì bây giờ số tiền phải trả là bao nhiêu? Số tiền phải trả ở đây là bao nhiêu? Cái số tiền phải trả của chúng ta đây đó sẽ là bằng 300.000 đồng. Trừ đi mấy nhỉ? 90.000 đồng. Thì nó sẽ là bằng 210.000 đồng. Đáp số chưa? Được. Bây giờ cái phần trăm còn lại, cái phần trăm mà nó chỉ số tiền còn lại thì nó sẽ là bằng 7% giá bán. Và lấy 7% nhân với 300.000 thì nó cũng ra là... Bà lấy 70%, tức là còn lại là 70%. Ok. Được chưa? Nào bây giờ thầy vẽ hình trước nào. Nhá. Vẽ hình trước đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hình cái bài toán này nào. Các con thấy cái đề này nó có nhẹ nhàng không? Dễ không? Quá dễ đúng không? Thực ra thì khi thầy chữa rồi thì chúng ta sẽ thấy nó đơn giản thôi, không khó. Cái hình thang của chúng ta là hình thang ABCD nhá. Tùy vuông hay không vuông thì nó đều là hình thang cả thôi mà. Được chưa? Hình thang của chúng ta là hình thang ABCD. Hình thang của chúng ta là hình thang ABCD đây. Nào. A, B, C và D. Đây bé là 12. Rồi bây giờ thầy chiều cao, vấn đề số 1 này, số liệu nha. Là AB của chúng ta là bằng 12 cm, CD là bằng 15 cm. Được chưa? Và chiều cao là H đi. H nó sẽ là bằng 1/2 chứ. 1/2 nhân 12 là bằng 6 cm. Được không? Vậy thì từ đây câu A này, câu A của chúng ta ở đây đó là S của ABCD nó bằng trung bình cộng hai đáy nhân chiều cao, tức là 12 cộng 15 chia cho 2 nhân mấy? 12 cộng 15 chia cho 2 nhân với mấy nào? Nhân với 6 bằng mấy? 81. Nào, 6 cộng với lại là 15 là 21. 21 nào Mạnh, kiểm tra thầy. 81 đúng không? Ok, 81 cm². Tiếp theo đây, nội dung số 2 đó là nối A với C. Ok, nối A với C nào. Nối A với C, đây, nối A với C này. Nối A với C. Trên điểm điểm M, AM bằng 1/3 AC, tức là nó chia làm 3 phần bằng nhau. Được chưa? Nó chia làm 3 phần bằng nhau. Nối M là AM bằng 1/3 là AC. Nối D với M. Đây, D với M. Nối D với M nhá. Tính diện tích của cái tam giác MCD. AM bằng 1/3 AC. Đây đúng nhỉ? Thầy vẽ hình này đúng chưa các con? Hình này đúng chưa nhỉ? Đúng hình chưa? Các con tin giải sai mất. Ok, chuẩn hình rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta chuyển sang đến vấn đề số 2, nó là liên quan đến cái tỉ số diện tích tam giác như sau. Nội dung số 2 ở đây nó liên quan đến cái tỉ số. Đấy chưa? Vấn đề số 2 đó là cái S của MCD nó bằng hỏi. Ta có này. Ta có như sau. Ta có đó là diện tích của cái thằng ADC. Được chưa? Diện tích của cái thằng ADC đây là nó bằng 1/2 nhân với chiều cao nhân với cái thằng CD là bằng 1/2 nhân với 6 nhân với mấy? CD bằng mấy nhỉ? CD là 15. Là bằng mấy? 45 cm mét vuông.
Được chưa? Nó sẽ bằng 45 cm². Cái thứ hai này, nó bắt tính cái gì? MCD đây. Rõ ràng hai cái tam giác là DMC và DAC chung đường cao từ A. Do này, bây giờ bài này là bài tự luận. Bài này là bài tự luận thì chúng ta cần phải ghi một cái nội dung như sau. Đó là hai tam giác. Hai tam giác đối với tự luận nhá. Khi mà sử dụng tỷ số diện tích thì bắt buộc chúng ta phải ghi cái này vào. Hai tam giác là DMC và DAC. DMC và DAC nó chung đường cao từ đâu? Nó chung đường cao từ D. Vậy thì bây giờ khi mà nó chung đường cao từ D thì chúng ta sẽ có được cái điều gì? Khi mà nó chung đường cao từ D nhé, thì các bạn cần lưu ý đó là tỷ số diện tích của hai tam giác thì nó sẽ bằng tỷ số diện tích của cạnh đáy, cơ đúng không? Vậy thì do là cái thằng MC nó bằng 2/3 nhân với AC, nên S của cái thằng DMC nó bằng 2/3 nhân với S của DAC, có đúng không? Và nó sẽ là bằng 2/3 nhân với mấy nào? 45 à? Ok, bằng 30 cm², đáp số. Đúng chưa cả lớp? Chuẩn chưa? Rồi. Ok. Ở đây vấn đề số 1 này. Vấn đề số 1 đó là 63 đội chia làm 16 bảng, trong đó là có 15 bảng 4 đội. 16 bảng này. 16 bảng nha. Trong đó là 15 bảng 4 đội. Và một bảng là 3 đội. Cái vấn đề số 2 đây. Đó là vòng bảng này. Vòng bảng nha. Vòng bảng thì nó sẽ là đá vòng tròn. Đá vòng tròn. Tức là bây giờ này là bốn đội AB, C và D. Có đúng không? Bốn đội AB, C, D. Thì bây giờ có phải là A đấu với lại là gì? A đấu với lại là B, A đấu với C và A đấu với D chưa? Có đúng không? Tương tự như thế thì bây giờ nếu như A đấu với B rồi thì B không cần phải đấu với A nữa. Có đúng không? Đúng như nào? B đấu với C, B đấu với D. Đó. C nó đấu với lại là B và A rồi à, thì không cần thì đấu với lại là B, D thôi đúng không? Vậy thì bây giờ mỗi một bảng đúng không? Một bảng 4 đội này. Một bảng 4 đội. Thì nó sẽ có mấy trận? Nó sẽ có được đó là 3 nhân với 4 chia cho 2 là bằng 6 trận. Đúng không nào? Còn nếu mà một bảng 3 đội. 3 đội thì nó sẽ là 2 nhân với 3 chia cho 2 là bằng 3 trận. Thì ở đây nó sẽ là cho bao nhiêu trận nào? Thằng này nó là phải là 6 x 15 là 90 trận. Thằng này cho ra 3 trận là thành 93 trận. Đây đó là vòng bảng. Vấn đề số 2 đây. Đó là vòng loại trực tiếp. Sao Minh Minh bảo gì con? À vòng. Vòng tròn. Vòng loại này. Thì bây giờ vòng loại trực tiếp thì có 63 đội chia làm 16 bảng đúng không? Trong đó thì có mỗi bảng chia là mấy đội? Chọn mấy đội? Một bảng chọn 2 đội. Đúng nào? Ta có là 16 bảng. Thì nó cho ra 32 đội. Có đúng nào? Đúng chưa nào? Lượt 1 này. 32 đội. Nó cho ra 16 trận. 16 trận thì nó cho ra là 16 đội thắng chưa? Có đúng không? Lượt 2 nó có phải là 16? Thôi bây giờ thì bỏ cái lượt thì có lại nhầm.
Với 16 bảng thì nó cho ra là 32 đội. Với 16 đội thì nó cho ra là 8 trận. Với 8 trận này thì cho 8 đội thắng. Có đúng không các lớp? Với 8 đội thắng này thì nó cho ra là 4 trận. 4 trận thì nó cho ra 4 đội thắng. Vậy bây giờ với 4 đội thì cho ra mấy trận? 2 trận. 2 trận thì 2 đội vào chung kết đấy. Thế bây giờ 2 đội nó ra là 1 trận chung kết. Có đúng không? 1 trận. Vậy thì bây giờ cái đáp số của chúng ta ở đây nó sẽ là bao nhiêu? Là 93. 90 này. Cộng với 3 này. Cộng với lại là 16. Cộng với 8, cộng với 4, cộng với 2, cộng 1 là bằng mấy? 124 trận à? Có đúng không các bạn? Có đúng là 124 trận không? Nào bây giờ thầy giải thích cái vấn đề cái chỗ là giải thích cái chỗ là đá vòng tròn nhá. Vòng tròn đây là tính điểm đấy. Đó. Thường thường thì nó sẽ là nhất bảng này đá với lại nhì bảng kia, đúng mạnh nhỉ? Đúng không? Đá tính điểm trong đá, ví dụ như là nó sẽ thắng là 3 điểm, hòa là 1 điểm, thua là 0 điểm, đúng không? Nhất bảng này đấu nhì bảng kia. Đấy, ví dụ bây giờ ta gói như sau nhá. Bốn đội là A, B, C, D. Bây giờ A đá với 3 đội còn lại. Đúng không? Thì phải là AB, AC, AD chưa? Có đúng không? B nó đá với 3 đội còn lại. Bây giờ là không có trường hợp nó đá với chính nó rồi đúng không? Nó sẽ là BA, BC và BD. C đá với 3 đội còn lại thì nó sẽ là CA, CB và CD. Tiếp theo, D là nó đá với 3 đội còn lại, tức là DA, DB và DC. Được chưa? Thì rõ ràng bây giờ A đấu với B, có phải B đấu với A không? Có đúng không? Đúng không? A đấu với B thì nó cũng là trận B đấu với A. Đúng không? Vậy có đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có đúng không? Vậy thì bây giờ có phải là bởi vì nó hai trận nó trùng nhau thế chúng ta phải chia 2 chưa? Vậy thì bây giờ cái số trận ở đây nó sẽ là bằng mấy? 4 này, à đấy là 3 này. Nhân lên mấy? 1, 2, 3, 4 chưa? Nhân lên 4. Chia cho 2 bằng 6. Hiểu chưa? Đấy. Bây giờ đội A đấu đội B thì nó bằng đội B đấu đội A làm gì nữa? Nhỉ? Hợp lý chưa?